Sinh ra đã không lành lặn như bạn bè cùng trang lứa, gia đình thì thiếu hạnh phúc. Em Nguyễn Minh Trung, học sinh lớp 10C1, trường Trung học phổ thông Trung An, huyện Cờ Đỏ, đã dũng cảm sống lạc quan, vượt qua khó khăn. Tay bị dị tật thì em viết bằng chân, cần mẫn từng chút một để vẽ lên ước mơ cho riêng mình. Nó sinh ra thì nó có tật, hai cái chân nó cong luôn, còn hai cái tay là không có hở ra được. Lúc đó là nó thôi à, ba nó không có nghe nói có vợ khác rồi. Mẹ thì hiện giờ làm ở Đồng Nai, tôi với bà ôm chịu tới giờ. Tới 4 tuổi rồi đó, cô biết đó là đâu phải mà được đi đứng đâu. Ta mổ chuyển cơ hai cái giò rồi về là tôi với bà là phải tập. 10 năm được đến lớp là quãng thời gian đầy thử thách đối với em Nguyễn Minh Trung, học sinh lớp 10C1, trường Trung học phổ thông Trung An, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ. Khao khát được đến lớp như bạn bè cùng trang lứa, Trung cố gắng tập viết bằng chân. Những nét chữ nguệch ngoạc to đùng, không thẳng lối, qua thời gian lại trở nên cứng cáp, đẹp đẽ hơn. Rất là khó, tại vì từ đó tới giờ em chưa có biết viết chữ nên là viết chữ rất là khó khăn, đặc biệt là khi cầm viết. Tại vì làm viết đôi khi là viết chữ có hơi nguệch ngoạc, có hơi xấu, là bị phồng chân, là chuột rút, nhưng mà em phải cố gắng. Đối với Trung, được đi học là niềm hạnh phúc không gì bằng. Tuy học lực chỉ ở mức trung bình khá, nhưng Trung vẫn cố gắng kiên trì từng ngày. Trong các tiết học, em luôn hăng hái phát biểu. Trong mọi hoạt động tập thể, em đều tham gia. Chính nhờ tinh thần lạc quan cố gắng ấy, bạn bè, thầy cô, ai cũng quý mến cậu học trò nhỏ đầy nghị lực này. Em thấy bạn Trung là một người rất là nghị lực. Khi mà đã bị tai như vậy nhưng mà vẫn cố gắng là đi học cho bằng để thực hiện được ước mơ khi mà bạn ấy là đã tập viết bài bằng chân. Thái độ học tập của em rất là tốt, thậm chí là từ lớp 1 cho đến lớp 10 bây giờ luôn là em vẫn duy trì được cái nghị lực của mình. Cái sự ham học của em á thì nó vượt trội so với những bạn đồng trang lứa rất là nhiều. Hàng ngày cứ mỗi tiếng trống tan trường là ông ngoại của Trung đã chờ sẵn để đón cháu về nhà. Dành hết tình yêu thương thay cha mẹ, ông Quyến chính là ánh sáng để Trung có thể bước tiếp trên con đường học tập. Em biết để viết chữ để mà lo cho cái bản thân mình. Đậu được cái lớp 12 á, là em sẽ xin vô ba mấy cái trường đào tạo cho người khuyết tật á, giới thiệu cho những người bị chung hoàn cảnh như mình để người ta phấn đấu vươn lên. Từ cái chỗ mà bé nó ham học thì mình cố gắng để mình đáp ứng cái nhu cầu của nó. Khó khăn cỡ nào, mưa gió gì tôi cũng không bỏ chân con. Tới đâu là bường tới đó. Bằng thái độ sống tích cực, Trung đang viết nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống để truyền tiếp năng lượng cho những số phận kém may mắn như em.